Vì sao Thái Lan triệu tập hai kẻ phản bội bị tẩy chay gặp tuyển Việt Nam? Hôm qua, huấn luyện viên Masatada Isi đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan sang Việt Nam dự giải giao hữu Tam Hùng vào tháng 9. Trong đó, đội bóng xứ chùa vàng vắng mặt nhiều cầu thủ quan trọng như Therathon Bunmathan, Chanathip, Adisak Grayson hay Terasin Dangda vì những lý do khác nhau. Tuy nhiên, đáng chú ý, huấn luyện viên người Nhật Bản đã triệu tập Ekanit Pania và Jonathan Kemdi. Trong quá khứ, họ từng bị cổ động viên Thái Lan ghét cay ghét đắng và xem như những kẻ phản bội vì từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc huấn luyện viên Masatada Isi triệu tập cả hai kẻ phản bội Ekanit Pania và Jonathan Kemdi mang tới nhiều sự tranh cãi. Trên diễn đàn bóng đá ở Thái Lan, nhiều cổ động viên không muốn tha thứ cho những kẻ từng quay lưng với màu cờ sắc áo của voi chiến. Giải thích về quyết định triệu tập hai cầu thủ tranh cãi, huấn luyện viên Masatada Isi cho biết, sau khi Ekanit Pania từ chối khoác áo đội tuyển Thái Lan, tôi đã tới Nhật Bản để xem cậu ấy tập luyện và thi đấu. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều. Tôi biết được Ekanit Pania vẫn còn khát khao khoác áo đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đã thể hiện tốt trong tập luyện. Đó là lý do tôi quyết định trao cơ hội cho cậu ấy. Tôi không biết Jonathan Kemdi chia tay bóng đá Thái Lan khi nào. Tuy nhiên, sau khi quan sát cậu ấy thi đấu rất tốt trong hệ thống phòng ngự ba người ở câu lạc bộ Ratchaburi, tôi cảm thấy ấn tượng. Tôi nhận thấy tiềm năng rất lớn của Jonathan Kemdi. Do đó, tôi quyết định triệu tập cậu ấy.